Thủy Tiên xin được phép thay mặt cho chị Hoàng Yến cũng như là tất cả các chị em ở trung tâm DOD xin được tri ân hết tất cả những anh chị em ca nghệ sĩ hôm nay đã biểu diễn. Và thật sự là đây là một cái chương trình gọi rất là bất ngờ, mà thậm chí là anh Đức Minh với vừa hát cái bài Tạ ơn đó là một bài mà Thủy Tiên đặt hàng. Anh thấy là quý vị thấy là anh hát rất là hay đúng không ạ? Và để có một cái kịch bản như thế này thì các anh em đã hết sức cố gắng. Thủy Tiên xin trân trọng rất là nhiều. Và cũng xin được cảm ơn Phương Lan Phim đã cho chương trình sử dụng tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy. Và xin cảm ơn cô Trinh chú Trực của gia đình Trịnh Công Sơn đã cho sử dụng tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cũng như là xin cảm ơn hai em Quý Quốc, hai em Quý Quốc và em Thành Tất là hai học trò của chị Thanh Thủy, cũng là những hai em là nghệ sĩ đó, nhưng mà một em là làm ở cánh ở hậu đài và một em làm âm thanh ở trên kia. Và rất là nhiều các em sinh viên tình nguyện đã phụ chào đón và đưa đón tất cả những anh chị em vào trong khán phòng này, cũng như là tất cả những cảm tình viên. Và xin hỏi là những cảm tình viên của em giờ đang nổi ở đâu ạ? Xin giơ tay ạ. Đây, cảm tình viên của em đây. Dạ, cảm tình viên này biết làm gì cho chương trình không quý vị? Dạ, bán vé. Dạ, là chương trình này thực sự là hôm nay khán phòng này được đầy như thế này thì công rất là lớn của các anh chị cảm tình viên. Và trong đó Thủy Tiên xin được trân trọng mời anh Phú Tuấn. Và anh Phú Tuấn của Xanh Yêu Thương ạ. Xin mời anh Phú Tuấn đâu ạ? Anh đang ở đâu ạ? Xanh Yêu Thương ở đâu? Xin giơ tay của nhóm Xanh Yêu Thương lên ạ. Dạ đây, Xanh Yêu Thương bên trái, Xanh Yêu Thương bên phải. Và ở trên lầu nữa. Kính thưa quý vị, tại sao Thủy Tiên lại đặc biệt giới thiệu là bởi vì Xanh Yêu Thương là anh Phú Tuấn, là người anh mà Thủy Tiên mới được biết trong cái chương trình này qua bạn Thùy An, là một người em của chị Hoàng Yến. Thì chỉ trong vòng hơn 24 tiếng thôi, chỉ hơn 24 tiếng thôi, anh bán dùm cho chương trình hết 60 vé. Dạ, vỗ tay xin quý vị vỗ tay. Thật sự chương trình này là bởi vì đây là một cái chương trình mà DOD được thách thức để mà làm. Khi mà VNG đến để mà đối ứng thì lúc đầu chỉ dám làm 100 triệu thôi, nhưng mà có một chị giúp 200 triệu đi em. Dạ, 200 triệu nha. Rồi ok, làm 200 triệu. Thế là không biết sao, là cảm tình sao đó, thì VNG lên 300 triệu đối ứng. Mới đầu VNG chỉ cho 200 thôi, và sau đó là cho 300. Em thấy em cũng sung quá. Và thật sự là cái kết quả của tối hôm nay, khi mà được sướng lên thì quý vị ở ngoài đây la lên mừng vui, và ở trong đây tất cả các anh em nghệ sĩ chúng em là ôm nhau nhảy tưng tưng. Dạ, hình như có hơi ồn ở ngoài đây chút phải không ạ? Dạ, xin lỗi bỏ qua dùm nha, tự nhiên đôi khi ham vui. Dạ, bởi vì và Thủy Tiên xin cảm ơn băng nhạc Free Band là những anh em luôn sẵn sàng để mà đi theo cái chương trình, và thậm chí là làm rất là nhiệt tình. Và sau cái chương trình này còn mix những cái multitrack và cho cái chương trình này có một cái CD hoặc là DVD đẹp. Và Thủy Tiên xin được cảm ơn công ty Music One là hiện tại đang quản lý cái nhà hát này. Anh em cũng đã rất là nhiệt tình và thật sự là cũng cố gắng trong cái khả năng của mình để hợp tác với lại chương trình, thì cũng xin được ghi nhận và cảm ơn. Và Thủy Tiên, trước khi em Tuấn nói, Thủy Tiên xin cảm ơn một người nữa, người chị của em, Thanh Thủy. Chị Thanh Thủy. Dạ, chị ơi, xuống đây với tụi em. Xuống đây với tụi em chị. Chị Thủy, thật sự là đây là một cái chương trình mà dạ, lần đầu tiên mà em làm ở một cái sân khấu như thế này và có một chút kịch ở trong đó. Thì cái đó là ngoài khả năng của em rồi, là bởi vì ở phòng trà thì em có thể em dựng ca sĩ hát này kia thì cũng tương đối là đơn giản hơn, nhưng mà ở đây là thật sự là nhờ chị Thủy. Và chị đang rất là nhiều show. Thật sự là lúc mà Thủy Tiên làm việc với chị nguyên một buổi chiều, chị nói không có sao đây, mình sốt ruột với chị, thấy là gọi điện chương trình quá trời, chị ơi chị không có sao đâu em, cho tới buổi chiều cái mặt chỉ xanh tái, nhưng mà lúc nào cũng không có sao đâu em.
thì thật sự là em xin được trân trọng chị Thủy rất là nhiều, và xin được cảm ơn anh Phú Tuấn. Xin mời. Và anh có một cái điều gì đó chia sẻ, chắc là lần sau nếu mà anh thấy được thì anh thêm 80 hay là 100 khán giả đúng không anh? Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và có một tin vui, đó là một thành viên của Xanh Yêu Thương đang có mặt tại hiện diện nơi đây, xin đóng góp cho quỹ của chương trình 20 triệu. Và riêng cá nhân của em đại diện cho dự án cộng đồng Xanh Yêu Thương xin đóng góp 10 triệu, tổng cộng là 30 triệu. Cảm ơn anh Tuấn. Và thật sự là nói một chút xíu là em chưa thấy ai còn ngủ, hình như cũng còn nghe nói được, là bởi vì đến khi mà gặp anh Tuấn thì giao vé cho anh, chưa giao vé nha chị, anh em mới chat qua Facebook thôi. Anh nói là giao chỉ tiêu cho anh nhiều em. Em nói là ủa, lần đầu tiên em nhờ anh mà em dám giao chỉ tiêu hả? Em nói em cứ giao đi, em phải cho anh cái con số. Thật sự khi mà đem đến á, thì gửi cho anh 20 vé, 20 vé không có đủ đâu em. Thế là 40 vé cầm lại gửi cho anh. Và khi mà Thùy An hỏi á, thì Tiên mới nói là anh luôn sẵn lòng bán vé. Như vậy thì Tiên gửi hết vé cho anh. Và trong vòng chỉ có 20 mấy tiếng đồng hồ, anh đã bán hết 60 vé. Và rất là cảm ơn công của anh trong đây rất là nhiều. Và Thủy Tiên xin được cảm ơn từng quý vị, từng các anh chị có mặt ở trong khán phòng này. Cảm ơn từng người một và mấy đứa con của bạn em nữa. Dạ, cảm ơn rất là nhiều đã hiện diện trong cái buổi nhạc hôm nay. Không có chúng ta. Dạ. Dạ, xin mở đèn luôn. Thủy Thủy nói đúng. Dạ, mở đèn để cho em thấy, cho mấy anh chị em thấy, thấy mấy anh em ở dưới luôn à. Cho em bừng sáng cái không gian luôn đi. Đó rồi, dạ. Yeah. À, bừng sáng lên mới nói. Xin kể chút xíu. Mấy đứa em bán vé trong đi đi của em, nó đi giao. Em xin kể một đứa thôi, đại diện trong đó một đứa thôi. Nó về nó đăng Facebook là lá la, vui quá, hôm nay đi giao hàng vui quá. Em hỏi nó là đi bán vé chứ gì. Bởi vì em á, công việc rất là nhiều nhưng mà chạy đi xa để mà giao vé, nhưng mà khách khen dễ thương là về vui sướng liền. Cho nên là em nghĩ là trong những cái công việc mà chúng ta biết ghi ơn nhau, biết tri ân nhau, biết cảm ơn nhau thì cái đó là một cái điều rất là vui, rất là quý. Và xin cảm ơn rất nhiều. Sài Gòn đẹp lắm nha. Phải từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, đẹp sống vui tươi đôi chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.